giữa hàng ngàn sắc đen và trắng trước hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh trong ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có những màu áo xanh miệt mài từ sáng đến khuya làm công tác phục vụ tang lễ bên cạnh lực lượng quân đội, công an và ban tổ chức. Các tình nguyện viên có mặt ở mọi tuyến đường hướng về hội trường thống nhất để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân vào viếng Tổng Bí thư trật tự, trang nghiêm. Các thanh niên tình nguyện cũng giúp đỡ người dân giữ xe miễn phí ở công viên 23 tháng 9 đối diện hội trường. Người dân đến trước khu vực hội trường thống nhất sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn nơi gửi xe, hướng dẫn xếp hàng và dẫn đoàn qua đường an toàn cũng như cách làm thủ tục để vào bên trong viếng Tổng Bí thư. Người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật sẽ được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ để vào viếng trước. Mình và các bạn tình nguyện viên khác có mặt ở đây khá là sớm để hỗ trợ các anh chị cho bà con, cô chú, người dân vào viếng bác một cách trọn vẹn nhất. Mặc dù mình thấy trời đã là gần trưa rồi nhưng mà mọi người vẫn xếp hàng trật tự ngay ngắn vào viếng bác thì mình cảm thấy rất là xúc động. Đây có thể là một tấm lòng nhỏ của mình để bày tỏ đối với bác Tổng Bí thư. Trong hai ngày qua, đã có hàng chục ngàn lượt người đến hội trường để viếng Tổng Bí thư, càng về trưa và về tối càng đông. Thấu hiểu tấm lòng người dân, ai cũng muốn được tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Các thanh niên tình nguyện cùng với các lực lượng quân đội, công an luôn chú ý tập trung làm việc tối đa để hỗ trợ nhân dân tốt nhất. Dù cũng rất muốn được vào viếng Tổng Bí thư, nhưng vì công việc chung, các tình nguyện viên làm việc ở phía ngoài hội trường thống nhất phải giữ nguyên vị trí để đảm bảo công việc đến khi tang lễ kết thúc. Công việc của các bạn tình nguyện viên bên team mình là đảm bảo an toàn giao thông. Và ngoài cái lực lượng đảm bảo an toàn giao thông thì cũng có một lực lượng tình nguyện viên là hỗ trợ cho người dân xếp hàng và hỗ trợ hướng dẫn người dân các bước chuẩn bị để vào viếng bác. Cảm xúc của mình ở đây thì cũng là rất là buồn và xúc động. Thì vì nhiệm vụ công việc thì mình phải trực chiến để đảm bảo an toàn. Ban tổ chức đã bố trí thay ca trực, cơm ăn và nước uống để các lực lượng có sức khỏe tốt nhất phục vụ lễ tang. Tại hội trường thống nhất, tính đến 10 giờ sáng 26 tháng 7, đã có khoảng 50.000 lượt người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở hội trường thống nhất. Lễ viếng tại đây sẽ kết thúc vào 12 giờ 30 phút để ban tổ chức chuẩn bị lễ truy điệu Tổng Bí thư vào lúc 13 giờ.